không gian có vẻ là thoáng đãng anh chị ha. Xin mến chào anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Nay lần đầu tiên mà em đi xem một cái bất động sản, mà trong cái quá trình mà đi đường vào xem bất động sản thì thật cực kỳ thích luôn anh chị. Tại vì cái lối đi mình đi vô á nó rất là mát nha. Đó, những khi mà em Điền đi xem đất á thì thường thường sẽ trời nắng gắt và rất là nóng, rất là khó chịu. Đi xem đất mà muốn xem xong là về liền luôn cho nó khỏe người. Mà lần đầu tiên em vào cái lô đất này mà vào đất cực kỳ dễ chịu luôn, cực kỳ mát mẻ luôn anh chị. Đây đó, rất là thoáng mát luôn anh chị. Đối diện là cái rừng này là rừng bảo tồn thiên nhiên này, rừng bảo tồn của Phước Bủ Bình Châu. Cái rừng này kéo dài từ thị trấn Phước Bủ qua tới xã Bình Châu anh chị. Nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một cái lô đất, nói chung là giá cần bán anh chị. Cái lúc thời điểm trước thì gia chủ mình mua thì gần là 2 tỷ anh chị, nhưng mà quan trọng là thời điểm bây giờ thôi anh chị ơi. Bây giờ thì chủ mình cũng cần tiền đó, nên là cần cái chuyển nhượng lại cái bất động sản này nha. Thì trước khi vào bất động sản thì em sẽ bổ sung những cái thông tin cơ bản của bất động sản này tới cô chú anh chị nha. Bất động sản mình á là thuộc xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Đó. Và có là 61 mét mặt tiền đường này nha. Hơn 1000 mét vuông anh chị. Trong sổ thì sâu vào là 18 mét thôi, nhưng thực tế em Điền đi đo lại thì khoảng là 20 mấy mét anh chị ạ. Đó. Một cái bất động sản mà thực sự là nằm xa dân thì không xa nha. Dân thì nằm ở phía sau rồi. Hồi nãy em Điền có coi rồi thì dân ở nằm phía sau rất là đông nha. Đó. Và phía trước là rừng Phước Bủ, rừng bảo tồn thiên nhiên đó, rừng Phước Bủ lá phổi của Việt Nam. Đó, kéo dài từ thị trấn Phước Bủ qua tới Bình Châu. Gần rừng là mát rồi, nói chung là ở đâu ở chứ ở gần rừng là mát mẻ. Và ở đằng sau mình, đặc biệt đằng sau mình là giáp một cái suối. Suối này là suối đổ ra cửa biển anh chị, đổ ra hồ sông Kinh đó, suối chảy quanh năm anh chị ha. Nói chung là cái đất mình có một cái vị thế là lưng giáp suối và mặt tiền là giáp rừng đó. Và đằng sau suối sau đây thì dân ở rồi anh chị, không phải là xa dân đâu đó. Đó. Nó thực sự ra mà cô chú chị nào mà thực sự yêu thiên nhiên nha đó, về đây làm một cái nghỉ dưỡng rất là đẹp luôn, rất là hay luôn anh chị, rất là tuyệt vời luôn anh chị ha. Đó, suối này không sâu lắm, suối cạn thôi nhưng mà nước chảy quanh năm. Và cái bất động sản mình thì cách quốc lộ 55, xin lỗi anh chị, cách quốc lộ 55 vào khoảng là vài trăm mét thôi. Bất động sản mình thì có hai lối đi. Cái lối đi bên này thì rất là gần dân nè, đi ra chút xíu mình có cái đường này, đi ra chút xíu đây có đường rẽ bên tay trái ha, là ra khu dân cư rồi. Tại cái đợt này là tại đầu kia là có một qua cái suối này, đi qua đường đó phải qua cái suối hồi nãy em quay đây thì hơi khó đi chút xíu, nhưng mà đi được nha, xe đi được đó, nhưng mà hơi khó đi chút xíu, đi dơ xe anh chị. Sau này mà làm cái cầu ở đó thì quá ngon luôn, vào đây rất là gần đó. Thì đó là cái lối đi thứ nhất. Lối đi thứ hai của mình đây nè, là hướng này nè, mình đi ra quốc lộ 5 luôn đó. Ra đường này cặp đi theo khoảng đâu đó là gần cây số thôi là ra, mình ra gặp ngay cái ngã ba của quốc lộ 56 giao với lại quốc lộ 55 anh chị. Đó, ngay ngã ba đó là cái đường đó, là từ Sài Gòn cô chú chị chạy về gặp ngã ba này luôn đó. Thì từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi, đi cao tốc anh chị ha. Ra đó. Và cái đất mình nha, đất mình
đặc biệt gần cái chỗ là cái chỗ ngã ba đầu kia là có một cái đường quy hoạch đó, đường quy hoạch xuyên rừng luôn. Nếu như mà cô chú chị mình mà hay về Xuyên Mộc, mình đi du lịch biển này kia đó, thì chắc chắn anh chị không xa lạ với lại cái đường xuyên rừng của xã Bân Riền hả. Nói chung là đường đó là đi để mà từ quốc lộ 5 này đối dài ra tới đường ven biển luôn đó. Đi qua cái rừng đó rất là đẹp, mà chiều cô chú chị nào mà đạp xe đạp á, rất là thích cái chỗ đó luôn á ha. Và bên này nè, bên ngã ba này, em đang nói bên ngã ba này vẫn có một con đường quy hoạch nha. Con đường quy hoạch đó mở rộng nối dài từ đây, từ ngã ba đó xuống dưới đường ven biển, thì cũng tương tự cái đường Bưng Riền vậy anh chị, đường xã Bưng Riền đó. Mà từ vị trí đức của mình đi ra đó không xa anh chị, chưa tới một cây số, thì sau này cô chú chị mình đi xuống biển rất là gần luôn. Đi xuống biển Hồ Cốc, Hồ Tràm khoảng 6 cây số, rất là gần luôn đó, giao thông thuận tiện. Hiện tại bất động sản mình thì đang rất là trồng cây lâu năm, chưa lên thổ cư được. Nhưng mà như thế này, em cũng có một cái ý tưởng là mình có thể là mình chưa xây nhà ở được, nhưng mà mình có thể sử dụng là làm một cái nhà tiền chế, hoặc là một cái nhà vườn nho nhỏ, mình trồng cây cối rồi làm cảnh quan rồi đó. Đó, và có thể là mình làm cái homestay di động anh chị. Cái đó thì đâu có cấm trên cái quy hoạch đó đâu. Nói chung là mình có thể là sử dụng những cái phương án đó để mà mình làm nghỉ dưỡng được. Nè. Đây thì 61 mét mặt tiền là mình tới đây nè anh chị, từ ranh này nè. Đổ tới đầu chiếc xe em ha. Đó là 61 mét mặt tiền. Đó. Sâu thì trong sổ thì sâu là mười mấy, gần 20 thôi, nhưng mà em đo thực tế thì hơn đó anh chị. Sau này có thể là suối mình có thể là đắp đê lại anh chị. Đắp đê lại rất là ấy luôn, đất mình không có sợ sạt lở này kia ha. Suối thì cũng không có sâu lắm nên là mình không lo. Đối diện là rừng, sau là suối, rất là đẹp luôn. Bất động sản mình có hướng là hướng đông nam anh chị. Nhưng mà lệch về hướng nam nhiều hơn. Từ hồi nãy em Điền có quay lay cam thì ngay vị trí này nhìn ra có thể thấy biển luôn anh chị ha. À, em cũng báo giá luôn, bất động sản mình là bán là 950 triệu, có thương lượng giấy tờ anh chị, tổng lô đất này luôn 950 triệu. Đó. Quá là rẻ luôn anh chị. Vào cái đất này, nếu mà anh chị mà thiện chí sang cái bất động sản này, vào miếng đất này là muốn đứng nhìn biết thôi, không muốn ra luôn anh chị. Mát lắm. Anh chị xuống đây là đó. Ở đây gió thổi vi vu luôn, cực kỳ mát. Không gian là thoáng đãng, không có âm u nha anh chị. Rất là thoáng mát anh chị. Rất là đẹp. Hơn 1000 mét vuông mà chỉ có 950 triệu, dân cư lại gần nữa. Ở đằng sau là dân cư rồi. Rất là đông. Mình ra chút xíu đây, ra quốc lộ 5 á, thì ra ủy ban nè. Và giáo xứ này, chợ này, trường học này, vân vân. Ra đó chỉ đâu đó khoảng cây số thôi, chưa tới anh chị. Đó đi hướng này ha. Ra đó khoảng chưa tới cây số là ra đầy đủ tiện nghi rồi. Rất là đẹp. Rồi cô chú anh chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi xem thực tế bất động sản này. Em Điền cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết cái video của em, và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip sau của em Điền. Xin chào và hẹn gặp lại.